là tôi xin chúc mừng cặp đôi đã đoán chính xác được kẻ thách thức này. Đó chính là Hoàng Linh và Lâm Vĩ Dạ. Các bạn được cộng 5 điểm cho đội của mình. Và bởi vì các bạn đang dẫn trước điểm số, cho nên các bạn sẽ thi trước ở cái phần này. Ủa gì kỳ vậy? Hay quá. Yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Rồi dọn. Và bạn Thành đã thách thức hai đội chơi của chúng ta khắc trên trái dưa hấu. Lẽ ra là chúng tôi sẽ quy định chủ đề cho các bạn, nhưng mà tôi biết rằng có quy định thì cũng vậy thôi à. Cho nên là để các bạn tự do. Yeah. Muốn khắc gì khắc, miễn sao cái hình đó nó đẹp, nó có ý nghĩa là được rồi. Dạ, nha. Đúng rồi. Mà thời gian của mình chỉ có 5 phút mà thôi. À, chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn hai bộ dao để tỉa khắc và hai cái vị trí đứng đây rất là trang trọng nha. Chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện phần thử thách của mình. 5 phút bắt đầu. Go, yeah. Yeah. Vô. Nào. Dọc hay ngang? Ê, không mấy mình xuống dưới đất mình ngồi mình làm luôn cho dễ. Đây đi luôn đi anh. Wow, 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 ủa kì vậy? Tôi chuẩn bị hai cái chỗ đứng đẹp đó mà. Ngồi luôn đi anh ơi. Rồi. Cái gì sao ngồi chèn bẹp vậy? Đó. Đạt ơi, em cạo gió cho nó hả? Đặt khắc đó anh. Mình giống như chơi đồ hàng vậy đó ha. Cái này cũng... Ôi, Linh ơi, em móc mắt nữa hả Linh? Để coi coi. Cho chủ đề tự do là em đúng rồi, chứ cho đúng đề cũng là sao mà nó bấy nhầy vậy trời. Người ta khắc nó gọn mà sao em làm cho nó bấy nhầy vậy. Lấy mấy dao khắc múc nó ra. Ghê quá. Nó nảy múc nó ra. Ôi, mình giống chơi Halloween quá à. Gì lẹ hả? Trời gì vậy, từ từ, trời từ trời từ ơi. Cái gì mà trong chớp mắt lập lẹ vậy? Quán đổi cặp đôi. Trời ơi, trời. Hình hiệu của chương trình luôn mới ghê chứ. Quán đổi cặp đôi. Quá đẹp. Đúng là chuyên nghiệp có khác 15 năm. Thôi, ráng lên các em. Người ta 15 năm mình có 5 phút thôi đó. Đúng, đúng, lấy luôn hả? Khắc tên nè. Trời ơi, anh bên đây khắc tên chữ dạ. Cái kỳ vậy? Ông mê vợ ổng, ông khắc tên vợ ổng. Vậy thôi hả? Khắc chữ dạ kìa, em phải khắc chữ Linh mới đúng chứ. Sao đi khắc tên vợ người ta vậy? Có rồi anh ơi, đừng nhìn vẻ bề ngoài, một chút anh sẽ biết. Ồ, bên đây hay quá nè. Tỉa tóc nó kìa, ghê không? Cái cuốn dưa hấu bây giờ té nhỏ ra làm tóc. Chúng ta hãy xem tác phẩm của đội Hứa Minh Đạt với Ngô Phương Anh nha. Sau một hồi lăn lê bò lết chà khắp cái sàn sân khấu của chúng tôi thì hai bạn ấy đã khắc được chữ dạ. Dạ. Không biết ý nghĩa. Ý nghĩa là sao vậy? Dạ, thật ra là dạ là tên của vợ em, à. Trái tim nhìn vào bề ngoài là yêu vợ á, là dạ, nhưng mà sâu thẳm bên trong á là cái trái tim này nè là chữ Đạt cộng Anh. Dạ. Phải vợ em này bảy 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 hai gì hả? À, tay cặp đôi này Hứa Minh Đạt đúng rồi đó. Trái tim anh, trái tim, trái tim nè. Em hiểu cái thâm ý của chồng em chưa? Dạ. Ừ, hiểu. Không phải là tên em đâu nha. Dạ. Đạt cộng Ngô Phương Anh. À không không, nhưng riêng em là tay chữ dạ em à. Về nhà thì cách sách cái này là anh là em yêu anh đó, đi ra đường thì vậy thôi. Sao dạ suy nghĩ lại còn kịp. Sau một hồi trà lết ra được cái dao đó ở hả? Đây cũng bén mà. Ôi. Đắt cho em cái dao về nhà nghe anh. Còn đây tác phẩm của Lâm Vĩ Dạ và Hoàng Linh, một gương mặt như Halloween cắm một cái bông rất là phi lý. Hình như có một cái mục ruồi nữa. Các bạn có thấy quen không? Thấy các bạn, đây là chân dung của ai? Lâm Vĩ Dạ và Hoàng Linh sợ quý vị khán giả nhận không ra, cho nên khắc luôn cái tên. Idol của em. I love you. Chí tài. Chân dung của anh ấy là đây. Mặc dù là hai em nó là hơi hào phóng danh, mắt anh đâu có to như vậy anh Tài. Mắt anh đâu có được vậy ha. Cái mụn ruồi là giống nè đó. Nhưng mà đúng ra là cái trái dưa hấu phải tròn thì mới giống hơn. Trái dưa hấu này nó hơi bị dài. Phải mua trái dưa hấu tròn mới đúng không anh Long? Đúng rồi. Rồi các em mang xuống tặng cái thân chủ của mình đi. Dạ. Trời ơi, quá. À, trời ơi. Cảm ơn hai em nha, trời ơi. Có cái bông, em thích nhất là có cái bông. Cảm ơn. Dạ. Mời các vị cho ý kiến về tác phẩm của các em ấy. Rất là đẹp, đẹp. Tôi quá. Là tôi thấy cái tác phẩm này là đẹp rồi đó. Đó hiểu rồi, hả? À, còn đối với tôi á, thì tôi thấy là à, đây là một cái sự đầu tư về trí tuệ. Trời ơi. Của dạ, đội Minh Đạt và Phương Anh. Đúng với chủ đề quán đổi cặp đôi. À. Đây như Minh Đạt đã nói, đây là chữ D tượng trưng cho tên của Đạt, A tượng trưng cho Phương Anh,
Và trái tim này hai người đã quán đổi với nhau để nói với Vĩ Dạ rằng anh vẫn luôn chung thủy với em, Dạ ơi. Về nội dung lẫn hình thức, đây mới là sản phẩm mà tôi yêu thích. Hay quá. Yeah. Trời ơi. Hợp lý. Công nhận nha. Sản phẩm này chỉ có Chi Tài yêu thích thôi. Tuần Bolero mùa 3 là một chương trình tụng ca vẻ đẹp của âm nhạc trữ tình Bolero giữa cuộc sống đời thường. Là một chương trình tìm kiếm lại giá trị đích thực của nghệ thuật giải trí hiện nay. Solo cùng Bolero 2016 có gì đặc sắc? Chương trình tìm kiếm được rất nhiều giọng ca lạ, đặc biệt đến từ ngành nghề bên dị đời thường. Cập nhật, nhân rộng, phát triển danh mục các bài hát mới được cấp phép. Ban giám khảo là những danh ca nổi tiếng, gần gũi và thân thiện. Mời quý vị đón xem vào lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 28 tháng 10 năm 2016. Solo cùng Bolero, thanh âm của cuộc sống.